Em xin chào tất cả các bác. Hôm nay lại tiếp tục thông báo với các bác là dòng đẩy hai kênh của hãng Make Sound thương hiệu Mỹ, model là MT4001, tiếp tục lại có hàng cho các bác. Thì cách đây cũng hơn 2 tháng thì bên em có về được 16 chiếc và không đủ hàng để cung cấp cho các bác. Rất là nhiều bác đặt hàng nhưng mà không có, thứ hai là về không kịp để cho các bác lấy. Hôm nay cũng là ngày 11 tháng 5 thì hàng mới tiếp tục cập bến. Lần này về được 10 chiếc các bác nhé. Lần này về đẹp hơn lần trước, là từ nội thất cho đến vỏ ngoài nó không bị xước sát. Tổng cộng là có 10 chiếc các bác nhé. Tổng cộng là 10 chiếc, rất là đẹp. Mặt phay trắng, hai kênh Make Sound MT4001. Thì bác nào mà chưa xem qua thì các bác có thể xem trực tiếp trên kênh Michael Audio. Em giới thiệu rất là kỹ càng về dòng này rồi. Thứ hai là rất là nhiều video test đẩy cũng như là các bộ karaoke. Thì em sẽ nói qua cho các bác nào muốn tham khảo thêm. Với dòng đẩy này thì hiện tại đang chạy 20 sò và 8 bộ áp. Một cổng một kênh ấy, thì sẽ ra được là 800W một kênh. Tổng cộng là 1600W. 1600W các bác nhé. Chạy 20 sò. Nó có hai dòng sò, một là dòng sò Toshiba và một là dòng sò NJW. Và đây là 8 bộ áp nằm trên mạch đây. Và chạy 6 tụ, mỗi một tụ là 100V và 6800 Ufana. Và chạy nguồn xuyến, nguồn đồng các bác nhá. Nguồn đồng 100%. Lần này về thì bao đẹp bao zin các bác nhá. Tất cả đều zin đẹp. Đây, hiện tại thì em đang chạy trực tiếp một chiếc MT4001 đây với đôi loa. Em test loa thì chỉ có test thẳng thôi các bác nhá, em không test qua vang hoặc là thêm một lọc xì hoặc là những cái giải nâng để nghe trực tiếp thì mới phát hiện được là cái chất âm của cái con đẩy nó ra như thế nào. Đây, em sẽ tăng thêm để cho các bác cùng không? Đây, em cho lên chỉ tầm 10 giờ nha các bác nhé. Em tăng ở trên máy tính rồi này. Cực kỳ là căng các bác nha. Với dòng đẩy này thì công suất là 800W một kênh thì các bác có thể chơi được một đôi bát 40 này, chỉ một đôi bát 40 này, hoặc là các bác đánh một đôi 30, một đôi 25. Còn với những dòng loa mà côn thấp, bát 30 hàng Liên Doanh hoặc là hàng Việt Nam chẳng hạn, các bác đánh hai đôi luôn các bác nhé, bát 30. Còn tùy các bác là để trong nhà hay ngoài trời. Ví dụ như là các bác để ngoài trời chạy bát 40 thoải mái. Còn nếu mà để ở trong nhà thì các bác cứ táng cho em là hai đôi 30 thoải mái luôn nha các bác nha. 1600W. Hàng rất là đẹp, 6 tụ. Có rất là nhiều bác làm kẹo kéo này, làm nhạc sống ở miền trong đã lấy về để chơi. Có những bác đặt tới 2 con liền nhưng mà đợt đấy thì nó hết hàng. Còn bác nào mà muốn sắm thêm để chạy với những cái dòng nhạc sống hoặc là gia đình thì có thể alo trực tiếp để em gửi. Với những cái dòng hàng này thì bên Michael Audio là để giá là 4.500.000 các bác nhé. Bao cước bao rác cho các bác, vận chuyển tận nơi nhá. 4.500.000 các bác nhá. Có bao phí ship rồi. Cổng vào của nó thì Canon đực Canon cái này. Còn các chế độ như là Stealth, Flash hoặc là Begin này,
và chế độ khóa loa thì khóa thường này với lại chế độ jack music nha các bác nhé. Chỉ có 10 chiếc thôi các bạn. Ok, em xin dừng video tại đây. Các bác có thể tham khảo thêm trên kênh Mike của Audio về dòng đẩy Mix Sound thương hiệu Mỹ này, MT4001. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.